Em chưa học gì hết. Bây giờ học liệu có kịp không? Ai bây giờ tao hỏi thì tụi bay chứ. Ví dụ như mà tao trả lời chưa muộn thì sao? Chưa muộn thì tụi bay tính là tụi bay thôi vậy em chơi tiếp, em nghỉ tiếp khi nào muộn rồi em học hả? Hả? Tụi bay tính trả lời vậy đúng không? Ủa mà còn muộn thì sao? Muộn rồi thì tụi bay định nói là bây giờ muộn rồi chắc học cũng không kịp đâu, thôi em bỏ em không học nữa hả? Tụi bay định vậy phải không? Mày định bây giờ không bắt đầu hả? Có bây giờ mày nghĩ tới cái giá phải trả chứ? Có bây giờ mày nghĩ tới cái giá phải trả rớt đại học á? Có bây giờ tưởng tượng tới cảnh mình thi rớt thì sẽ thế nào? Rồi bạn bè mày đậu hết, còn mày rớt thì sao? Rồi mày định đối diện với gia đình mày như thế nào nếu như mày không đậu, nếu như mày rớt? Hả? Mày có hiểu được cái áp lực nó sẽ lớn như thế nào? Áp lực đầu tiên là từ cha mẹ mình nè, tiếp theo là từ cô dì chú bác dòng họ nè, họ sẽ nói gì về mày hả? Chưa tính là còn bị so sánh với thằng anh con em, thằng bà con xa, con nhà người ta này nọ. Nhưng mà cái điều đau khổ nhất các mày biết là gì không? Là chính mình sẽ nhìn mình như thế nào, cái cảm giác tự hổ thẹn với bản thân của mày không? Ví dụ như mà mày bây giờ mày nỗ lực hết sức và tới cuộc thi mày đã nỗ lực hết sức rồi và mày rớt, thì thật sự lúc đó chả ai nói gì mày, chả ai coi thường mày và tự mày cũng thấy là mày đã làm hết sức. Nhưng mà nếu như mà mày không nỗ lực hết sức mà tới cuối cùng mày không thành công á, lúc đó mày sẽ cảm thấy cảm giác rất là đau khổ, hổ thẹn, tự gặm nhấm nỗi đau một mình gây rất ân hận, hối hận. Rồi mày sẽ đối diện với ngoài kia như thế nào? Mày lại tiếp tục bị cái đứa coi thường mày nó coi thường đúng không? Đấy, tụi nó sẽ sỉ nhục mày đấy. Đấy, tao nói mà nó thì làm được gì? Chỉ có một con đường duy nhất là mày phải thành công. Vậy thì nếu mày là cái đứa bị coi thường, giờ là cái lúc mày phải quyết tâm học để cái bọn chó mà coi thường mày á, nó câm cái mỏ chó của nó lại. Mày hiểu không? Phải giỏi tới mức không ai dám coi thường mình, phải nỗ lực để giỏi tới mức không ai dám coi thường mình. Vậy thì để tạo ra mỗi kịch bản tốt đẹp để mình có thể có cái kỳ thi đại học đậu năm sau, đậu cao năm sau, việc đầu tiên của em bây giờ là em phải nắm rõ nội dung môn học. Bây giờ mình phải xác định đầu tiên là bây giờ mình coi coi mình sẽ thi khối gì nha. A hay là A1 hay là B. Ví dụ dụ như mình có chưa quyết mình còn phân vân đúng không? Cũng không làm sao cả, nếu mà chưa quyết được không sao cả. Mày cứ học thử hết đi. Toán, toán là chắc chắn rồi. Lý, hóa, sinh, âm, mình cứ học thử các môn, mình dành ra khoảng 1 2 tháng mình học thử các môn. Xem coi cuối cùng mình gút lại là khối nào mà mình thấy phù hợp nhất, đào sâu khối đó, bỏ mấy cái kia đi, được không? Rồi, tiếp theo nào. Có lời khuyên dành cho bọn khối D. Bọn khối D nghe nha. Lời khuyên dành cho bọn khối D là đã học khối D thì tụi bay phải học khối A1. Hãy tưởng tượng môn văn nha. Kiến thức thì dài mà chấm bài theo cảm tính. Mày làm bài mày cứ nghĩ mày hay, mày viết giỏi. Nhưng mà lỡ không hợp ý và giáo viên chấm bài thì sao? Lỡ không đúng ba rem thì sao? Chưa tính là môn văn từ lớp 10 tới giờ có bao nhiêu bài, bao nhiêu dạng mày biết không? Làm sao mà mày có thể chắc chắn điểm môn văn mày được, trong khi môn lý đúng công thức, đúng thứ này, đúng thứ kia là nó ra. À, 9 điểm là khó, nhưng mà 8 điểm, 8 điểm rưỡi thì thật ra chỉ học rất là cô đọng, chỉ đầu tư 20% công sức so với môn văn thôi thì ra được rồi. Ví dụ môn văn mày phải đầu tư 100% công sức mà chưa biết được 8 điểm rưỡi hay không, thì chỉ 20% sức đó là môn lý mày có khả năng đạt được 8 điểm rưỡi rồi. Mày hiểu không? Cho nên thầy có lời khuyên là bọn khối D phải thầm trong khối A1 cho thầy ha. Đó là xét tổng quan theo khối, còn bây giờ từng môn nè. Thầy là giáo viên lý cho nên thầy sẽ tư vấn về môn lý ha. Đầu tiên là em phải biết được môn học này nó có những chương nào, phần nào. Có 7 chương tất cả: dao động, sóng, điện xoay chiều, mạch dao động, sóng ánh sáng, lượng tử ánh sáng, phản ứng hạt nhân, vật lý hạt nhân và cuối cùng là một phần của vật lý lớp 11. Ha, nắm được 7 với một phần của lớp 11 thì các em sẽ có khả năng đạt điểm tốt trong kỳ thi đại học năm sau. Trong đó có những phần khá là cam go, đó là điện xoay chiều và sóng. Ví dụ như cái phần mà khó nhất là phần điện xoay chiều, nó nằm ở 9 rưỡi 10 điểm thì cái này chúng ta hầu như không bàn tới luôn, chuyện nói chuyện của bọn siêu sao ha. Chúng ta bàn tới cái phần đó là sóng. Sóng này cái là cái phần dễ bị nhiễu loạn. Tại sao nhiễu loạn vậy em? Bởi vì bên trong cái lý thuyết sóng này á, nó có bốn lý thuyết nhỏ: sự truyền sóng, giao thoa sóng, sóng dừng, sóng âm. Sở dĩ mà cái chương sóng này 99,9% học sinh bị rối loạn là vì không phân biệt được bốn loại lý thuyết này với nhau, dẫn tới lẫn lộn. Lẫn lộn thì làm sai, áp dụng sai nên nó ra sai. Vậy cái việc của em khi mà bắt đầu học là mình phải tập trung chương sóng này, mình phải lên phân loại cho kỹ ha. Rồi tiếp tục nè. Vậy thì bây giờ là cái giai đoạn mình bắt đầu học đúng không? Vậy thì mình cần biết là mình phải học cái gì nó là cốt lõi nền tảng cho những cái phần sau. Đó là chương dao động điều hòa, đúng không? Chương dao động điều hòa cần có những nắm phần gì cần nắm em? Nó có rất nhiều dạng bên trong.
Bài toán thời gian, bài toán quãng đường, tam anh thần tốc, phương trình dao động, rồi thì là tổng hợp dao động. Nhưng mà nó có một cái cốt lõi em phải nắm. Đó là cái thứ nhất, phương pháp đơn trục, dùng trục và độ để mà xét thời gian, xét mọi thứ. Và cái thứ hai là phương pháp đường tròn, dùng đường tròn để mà giải quyết tất cả những bài toán khó ha. Đó là hai thứ cần phải có. Ngoài ra còn những thứ liên quan, nhưng mà đây là cái cốt lõi của mọi thứ. Đó, về tổng quan của khối của môn là như vậy thôi. Còn bây giờ để mà thật sự bước vào hành trình ôn luyện thì có một câu, đó là không thầy đố mày làm nên. Mày phải tìm một người thầy dẫn dắt, phải tìm một người thầy dẫn dắt để mình có thể hanh thông tất cả những cái khúc mắc trên hành trình của mình ha. Vậy thì thầy nó có những tiêu chí gì, thầy sẽ đưa ra đây ba tiêu chí cho các em có thể lựa chọn, cũng là từ một cái lời khuyên của một người rất là nổi tiếng, đó là vị tổng thống Mỹ. Thì tổng thống Donald Trump á, ông có một cái nguyên tắc rất là hay, đó là khi mà ông lựa chọn một người nào đó để mà làm việc với mình, hoặc là làm cố vấn cho mình, hoặc là làm thầy cho con mình, thì ông đều có ba cái tiêu chí, đó là thứ nhất thích, thứ hai tin tưởng, và thứ ba là phù hợp. Thứ nhất là tôi có thích người đó không, thứ hai là tôi có tin tưởng người đó không, thứ ba là người đó có phù hợp không. Phải đủ ba tiêu chí này thì mới chọn. Đầu tiên thích, thích là sao? Thật ra thích thì rất là đơn giản, nhìn vào phải thích ngay, nói chuyện phải thích ngay, nhìn nhiều khi nhìn cái ảnh phải thích ngay. Đó, cái điều đó là điều đầu tiên. Vậy khi em gặp một người, em đặt trên bàn cân giữa những người thầy mà em sẽ lựa chọn là cái người dẫn dắt mình trong cái hành trình này, việc đầu tiên là em hãy tìm hiểu về người đó, xem những cái thông tin thoáng qua em có cảm thấy thích người đó hay không. Đấy, ví dụ như nãy giờ tụi bay coi cái video này, tụi bay có thích tao không? Rồi, nếu mà được coi như là tao được chấm lọt vào vòng gửi xe ha, qua được vòng gửi xe đó. Giờ tới cái bước thứ hai, đó là bước tin tưởng. Cái bước này thì cần kiểm định kỹ hơn nè em. Bước tin tưởng cần kiểm định kỹ hơn, bởi vì sao? Tin tưởng thì mình phải bắt đầu đào sâu nghiên cứu về người ta. Ví dụ như là thầy này có cái kinh nghiệm như nào, có cái thành tích như nào, người ta gọi là tư tưởng không thông thì vác bình không cũng nặng, đúng không em? Cho nên nếu như mình tư tưởng mình đã thông rồi, đã thông tư tưởng rồi á, thì mình sẽ thấy là mình đi theo thầy, thầy dạy cái gì mình theo cái đó, mọi thứ nó sẽ rất là nhẹ nhàng, em hiểu không? Đấy, và cái bước thứ ba là bước quan trọng cuối cùng, mà bước này là bước rất là thiếu sót của phần lớn học sinh, dẫn tới là dễ chết. Đó là mình phải tìm người thầy thích rồi, tin tưởng rồi, nhưng mà phải coi có phù hợp hay không. Phù hợp là một điều vô cùng quan trọng em ạ. Ví dụ như mày cứ chạy theo cái người ta học, cái ông thầy nổi tiếng kia, bởi vì ông dạy nhiều học sinh được điểm 9, điểm 10 gì đó. Ê, nhưng mà mày quên mất, cái đứa mà nó được điểm 9, điểm 10 á, nó giỏi con mẹ nó sẵn hơn mày từ đâu rồi. Thì kể cả nó không học ông thầy đó thì nó vẫn cứ giỏi. Và thứ hai nữa là cái ông thầy mà dạy cái lớp toàn mấy đứa giỏi giỏi đó, thì dạy trên trời không, trong khi bây giờ này mày hiểu không? Hiểu cái thầy không? Nói ít hiểu nhiều. Cho nên là nhiều khi mà mình nghe người ta mình đi tìm như vậy là mình tầm bậy nha. Có những người chuyên dạy cái bọn bọn ở trên trời á, toàn là ảo tưởng trên trời với nhau không à. Thì giỏi thiệt, thi điểm cao thiệt, nhưng mà một cái lớp chỉ có khoảng 10 20 đứa điểm cao thôi, còn lại cả bầy rớt hết. Nhưng mà lúc nào cũng đem cái điểm 10 20 đứa điểm cao đó ra khoe, còn cả bầy dưới chết thì đâu ai biết. Em hiểu không ta? Đấy, cho nên quan trọng là phải tìm người thầy phù hợp. Nhiều khi có những người người ta dạy tốt trên cao thì phù hợp với đoạn đó thôi, còn mình đó, mình phải biết mình ở tầng nào, dễ dễ nhưng cái tự mày cảm nhận được mày ở tầng nào mà, đúng không? Mày không phải bọn trên đó rồi đó, đúng không? Bọn trên đó giờ này nó không ngồi coi video này, nói nghiêm túc luôn, bọn trên đó giờ này nó cắm đầu cắm cổ nó học hết kỳ 1 qua học kỳ 2 luôn rồi, đang học chuyên đề luyện với câu 9-10 luôn rồi, hiểu không? Đấy, cho nên mình phải tìm cái thầy mà có cái khả năng là gọi là chữa chữa những cái tổn thương kiến thức mà mình đã bị hỏng hóc từ những cái năm trước, để mà mình có thể tiến bộ được, em hiểu không? Đấy, thầy nói như vậy chắc em hiểu ha. Cho nên cái tìm người thầy phù hợp là quan trọng, và cái việc đó nó rất là đơn giản, đặc biệt là khi mà trên môi trường online này em có thể học quá nhiều thầy ha. Em có thể học đầu tiên là học các thầy online nổi tiếng đầy ra, thầy Nguyễn Quốc Chí môn toán nè, Hồ Thức Thuận nè, thầy Vũ Tuấn Anh nè, Vũ Ngọc Anh nè, rồi cô giáo Minh Thu môn lý nè, hay là thầy Nhật dạy văn, đầy thầy cô giỏi ra là thầy kể không hết, tất nhiên là có cả thầy Liên vật lý nữa nha. Đấy, rồi thì nói lại cái người thầy dẫn dắt là vô cùng quan trọng em ạ, và ba yếu tố mà em phải nghĩ tới đó là thích, tin tưởng và tôn trọng, nếu thiếu một trong ba cũng không được. Nhiều khi cái người này phù hợp ha.
tin tưởng ha, nhưng mà mình không thích thì cũng không được ha. Phải đủ ba yếu tố đó mới thành công. Và cái quan trọng nhất thì cho dù là nội dung em nắm rồi, cho dù là người thầy tốt em có rồi, thì vẫn phải là bản thân mình. Cho nên cái điều quan trọng nhất là phải hạ quyết tâm ngay đi, bắt đầu hành động ngay đi, có cái hành động đầu tiên ngay đi. Vậy thì cái hành động đầu tiên là gì? Hành động đầu tiên là cái hành động mà phá vỡ cái sự ì của mình, phá vỡ cái sức ì, phá vỡ cái sự lười biếng, phá vỡ cái sự chần chừ. Thì cái hành động đầu tiên là gì? Thầy có nhiều cách lắm. Một, đi mua một cuốn sách, đi nhà sách. Hai là PM cho bạn bè hỏi thầy cô nào học được. Ba là PM thẳng vô cái Facebook của thầy cô nào đó. Tức là mình phải làm một cái hành động nào đó để thể hiện rằng mình muốn thay đổi, mình bắt đầu học. Thì một cái hành động đầu tiên đó, sau đó em bắt đầu đi tìm hiểu các thầy cô, bạn PM họ hỏi học như nào, hoặc là đăng ký những khóa miễn phí nghiên cứu như nào, được chưa? Đó là online. Còn nếu mà học offline, offline tất nhiên là tốt nhất là học offline rồi, nhưng bây giờ offline học không được cho nên là buộc phải lên online thôi, thì em có thể là lựa chọn cái phương án hai, đó là học học online của những thầy cô mà dạy offline ở khu vực của mình á. Nhưng mà cái phương án này thì nó chỉ tốt với những cái khu vực mà có giáo viên giỏi thôi, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh có truyền thống học tốt. Còn đa số các tỉnh thành thì cái chất lượng giáo viên nó không đồng đều, cho nên nếu mà lời khuyên được, thầy khuyên các em nên học online. Học online các thầy cô ở Hà Nội thì nhiều thầy cô nổi tiếng rồi, như thầy cô ở thành phố Hồ Chí Minh thì môn vật lý của mình thầy là người dạy online, cho nên là các em nếu mà nghiên cứu thầy cô dạy online môn vật lý có thể quan tâm tới thầy ha. Và sắp kết thúc cái video này thì thầy nói là thầy có lời khen dành cho các bạn xem những cái video này, bởi vì thật sự là nói là muộn thì đúng là muộn thiệt, nhưng mà thật ra là các em là những người có ý thức, có trách nhiệm, và đó là cái sự bắt đầu của sự trưởng thành, bắt đầu lớn, bắt đầu trưởng thành này mà. Tại sao thầy nói có ý thức, có trách nhiệm? Bởi vì em biết sợ, em biết lo lắng cho tương lai, cho nên em mới bắt đầu nghiên cứu những cái video như thế này, xem những cái video như thế này, tư vấn học tập để mà tìm con đường để giúp mình gọi là thoát khỏi cái bế tắc hiện tại. Tại vì nếu nào mà nó đã học rồi, còn nếu mà đang coi cái này là chưa học, còn có vướng mắc bên trong. Nhưng mà quan trọng là em hơn những đứa khác ở chỗ là em là cái người muốn gỡ cái vướng mắc đó, muốn tìm cái lời tư vấn gỡ vướng mắc đó, em hiểu không? Cho nên em là cái đứa mà có khả năng tiến bộ được, đó là cái lời khen dành cho em. Đó. Ngoài ra thì thầy xin là vài bút giới thiệu về cái lớp học của thầy. Đầu tiên, đứa nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh thì đăng ký lớp off của thầy, lớp off nhưng mà học online, chương trình nó sẽ dành riêng cho lớp off ha. Đấy, vì khi mà chúng ta học học online bây giờ trong dịch giãn cách, khi mà hết giãn cách thì chúng ta tới trung tâm học được không? Đó là lớp off. Còn thứ hai là lớp online, thì lớp online là chiêu sinh toàn quốc, hai chương trình nó sẽ hoàn toàn khác nhau, nhưng mà nó sẽ có một số điểm đặc biệt như này. Thầy nói nghiêm túc luôn, thầy cô nào cũng tâm huyết, thầy cô nào cũng làm hết mình học sinh cả, và thầy cũng là một người giống như những thầy cô giỏi và tâm huyết khác, chứ cũng không phải là đao to búa lớn gì. Nhưng mà thầy có một cái gọi là cái điểm riêng của cái lớp học của thầy nó như này. Thứ nhất, cái kỷ luật của thầy khá là cao, và nếu mà hỏi là cái lớp học thầy nó có gì, chương trình của thầy có gì đặc biệt thì thầy nói là nó chẳng có gì đặc biệt cả, nó cũng bình thường giống như bao nhiêu thầy cô khác thôi. Nó cũng giống như là bây giờ mình xét cái điện thoại đi, một cái điện thoại Nokia, một cái điện thoại Samsung hay một cái điện thoại iPhone, nó khác nhau cái gì mà nó lại chênh lệch giá nhiều thế? Thì về cơ bản nó vẫn có camera, nó vẫn có thể nghe gọi, nó vẫn có SIM, nó vẫn có thể có lướt web, nó vẫn mọi thứ như nhau. Chỉ khác một điều đó là cái iPhone thì nó có thêm một chút sáng tạo, nó có thêm một chút ngẫu hứng, nó có thêm một chút phá cách, không giống những cái thằng kia, cho nên giá nó hơn. Đấy, thì nếu mà hỏi lớp học của thầy hơn những lớp học khác như thế nào thì thầy chẳng nhận là từng thứ nó hơn gì cả, nhưng mà cái sự ghép từng thứ lại, cái camera kiểu này, cái ốp kiểu này, cái màn hình kiểu này, ghép lại nhau theo một cái cách khác biệt thì nó ra cái nét riêng của lớp học của thầy ha. Thứ hai, và cái này là cái mà thầy tự tin nhất, đó là cái triết lý học ít mà chất, cái mà thầy dạy nó rất là cô đọng. Để 100% kiến thức thầy chỉ dạy khoảng 20% thôi là các em đã được 8 tới 8 rưỡi rồi, có nghĩa là em chỉ đầu tư 20% công sức so với những người khác học thì em được 8 đến 8 rưỡi ha. Còn ví dụ như em đạt điểm 9, điểm 10 thì lúc đó mình phải đầu tư nhiều công sức hơn. Và cái thứ ba là quan trọng nhất, lớp học của thầy kể cả offline hay online đều có trợ giảng kèm riêng, và cái trợ giảng kèm riêng này là cái yếu tố cốt lõi, lỡ như mà chỗ nào đó em quên, em không hiểu, có người chỉ em luôn. Lỡ chỗ nào đó mà em lười trong năm học, có những lúc em bị tụt dốc, có người thúc đích em luôn, có người quan tâm hỗ trợ em luôn.
Em hiểu không? Quan trọng bây giờ nhất là em phải quyết tâm và hành động, bắt đầu hành động ngay từ bây giờ đi ha, để đạt được cái kết quả tốt cho mùa thi năm sau. Bây giờ hãy comment xuống em muốn, hãy inbox cho thầy và hãy inbox cho tất cả các thầy cô nào mà em cảm thấy thích, tin tưởng và phù hợp, tìm hiểu họ và đăng ký học ngay bây giờ đi em. Ngay bây giờ học là kịp ha, còn nếu để trễ nữa là không kịp đâu.